Kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với tin chính hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, vệ tinh Xiaomi NPP của NASA NOAA đã cung cấp cho các nhà dự báo hình ảnh choáng ngợp về mắt và đuôi khổng lồ của bão số 5, bão Harpit ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Mắt bão Harpit hình thành rất nhanh chóng. Theo quan sát qua hình ảnh vệ tinh của cơ quan nghiên cứu hàng không và vũ trụ Mỹ NASA và cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA theo trang tin fish.org. Ảnh vệ tinh cũng cho thấy giải rông bão này tựa như một cái đuôi khổng lồ xoắn ốc quanh cơn bão lớn ở phía đông Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía đông bắc Luzon, Philippines hôm vừa qua đã nhanh chóng mạnh lên thành bão từ hôm qua và được đặt tên là bão Harpit. Bão số 5 đã hình thành mắt bão, mặc dù mắt bão chưa nhìn rõ vì những đám mây. VIIRS cũng cho thấy những giải rông bão mạnh quanh mắt bão. Trong ảnh VIIRS, một dải rông bão dày đã mở rộng hướng nam đông nam của mắt bão, tựa như một đuôi khổng lồ. Bão Harpit đang ở phía đông bắc của Đài Loan, Trung Quốc vào thời điểm vệ tinh Xiaomi NPP chụp. Theo fish.org, bão Harpit đã di chuyển về phía tây bắc và đổ bộ phía nam Thượng Hải, Trung Quốc tối hôm qua. Tâm của bão Harpit dự kiến đi qua phía tây Thượng Hải và sau đó trở lại biển Hoa Đông. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết bão Harpit dự kiến đổ bộ giữa hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến. Thành phố Thượng Hải cũng chịu tác động của cơn bão này. Theo Fox News, các khu vực ven biển dễ bị tổn thương ở Trung Quốc đã được sơ tán. Các tàu cá cũng được gọi cập cảng trước khi bão Harpit đổ bộ mang mưa lớn cho phía đông Trung Quốc trong bối cảnh phần lớn đất nước đang phục hồi sau đợt lũ lụt bất thường mùa hè năm nay. Dịch vụ phà và một số chuyến tàu hỏa đã bị ngừng hoạt động, 4.481 hành khách đã được rời khỏi các tàu thuyền ở vùng biển ngoài khơi các thành phố Ôn Châu và Tân Châu ở tỉnh ven biển Chiết Giang. Tại Phúc Kiến, các ngư dân ven biển đã được sơ tán, các điểm du lịch đóng cửa, các công trình xây dựng được lệnh ngừng hoạt động, các tàu thuyền đánh cá được lệnh tránh ra khơi. Mùa bão năm nay ở Trung Quốc, theo Fox News, tương đối ôn hòa, dù lũ lụt lớn kể từ tháng 6 dọc theo các hệ thống sông lớn ở Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, buộc 2 triệu người sơ tán và gây thiệt hại hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương 7 tỷ đô la Mỹ. Quý vị thân mến, bão Harpit đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào rạng sáng nay, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết. Theo tờ China Daily đưa tin, bão Harpit, cơn bão số 5 trong năm 2022 ở Trung Quốc, đã đổ bộ vào các khu vực ven biển huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng hôm nay, với sức gió gần tâm bão 137 km/h. Bão Harpit mang đến những cơn mưa xối xả cho các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến, gió giật từ cấp 7 đến cấp 10 ở một số khu vực như cửa sông Dương Tử, Vịnh Hàng Châu, cũng như các khu vực ven biển của Chiết Giang và Phúc Kiến. Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo bão vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua từ màu vàng cấp độ 3 trong thang 4 cấp sang màu cam cấp độ 2 và lặp lại cảnh báo màu cam vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay. Dự báo bão Harpit sẽ di chuyển theo hướng Bắc với cường độ dần dần suy yếu ra khỏi Chiết Giang vào tối nay và đi qua phía Bắc Giang Tô và phía Tây biển Hoàng Hải vào ngày mai trước khi di chuyển về phía bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Đến 10 giờ tối hôm qua, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã sơ tán 381.375 người dân. Một số dịch vụ tàu hỏa và công trình xây dựng ở Phúc Kiến đã bị tạm dừng. Thuyền bè được kéo lên bờ và người dân gần đó đã được sơ tán. Thưa quý vị, cơn bão số 5 Harpit đổ bộ vào huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày hôm nay với sức gió lên đến 136 km/h ở tâm bão. Theo CCTV, bão Harpit mang theo mưa to gây ngập lụt nặng ở nhiều vùng trũng thấp, cây cối, nhà cửa đổ sập. Một đoạn video do người dân quay được cho thấy đường phố ngập bùn, nước lũ cuốn theo rác rưởi chảy cuồn cuộn. Cơn bão xé toạc một bức tường gạch ven đường, làm hỏng nhiều xe cộ đậu gần đó. Huyện Nhạc Thanh, thành phố Ôn Châu, hứng lượng mưa trung bình 257mm, 212 trạm thủy văn ở Ôn Châu đo được lượng mưa từ 200mm trở lên. Tại thành phố Duyên Hải, Thái Châu, bão Harpit giật đổ cửa sổ trên tầng cao của chung cư, toàn bộ cộng đồng dân cư 2.600 hộ bị cắt điện và đường dây liên lạc.
bão Hagupit ra khỏi Chiết Giang, Trung Quốc với tốc độ 20 km/h và suy yếu. Giới chức địa phương cảnh báo những thảm họa thứ cấp như lở đất và lở bùn. Mưa lũ Trung Quốc chuyển miền Bắc đến lượt sông Hoàng Hà chịu trận. Kính thưa quý vị thân mến, mưa lớn gây lũ lụt ở Trung Quốc dự kiến sẽ chuyển hướng về miền Bắc trong tuần này, gây áp lực lên sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng qua. Yao Jikang, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công của Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo hôm qua rằng mưa lớn sẽ xuất hiện ở các khu vực phía Bắc cho đến cuối tuần. Lượng mưa ở các khu vực dọc theo sông Hoàng Hà và Hoài Hà ở phía Bắc và phía Tây Trung Quốc sẽ cao hơn từ 50-100% so với cùng kỳ những năm bình thường. Tờ China Daily dẫn lời ông Zhao nói và cho biết thêm rằng một số khu vực sẽ hứng chịu mưa đá và gió mạnh. Theo Cục Khí tượng, tỉnh Thiểm Tây có thể phải hứng chịu đợt mưa lớn nhất kể từ năm 1981. Yang Juan, một nhà khí tượng học của Cục Khí tượng, nói rằng đợt mưa ở Thiểm Tây này có thể lập kỷ lục ở một số nơi trong tỉnh. Những cơn mưa kéo dài có khả năng gây ra thảm họa địa chất và chính quyền địa phương nên có biện pháp phòng ngừa, bà Yang nói. Mưa di chuyển về phía Bắc sẽ gây nguy cơ lũ lụt cho thượng lưu và trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Tùng Hoa. So với miền Nam, các thành phố ở miền Bắc có ít kinh nghiệm hơn nên việc phòng chống mưa bão và lũ lụt sẽ khó khăn hơn nhiều. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp đối với lượng mưa cực đoan ngắn hạn, lũ lụt đô thị, lũ lụt trên núi và lở bùn, bà Zhao nói. Trong khi đó, nắng nóng ở miền Nam Trung Quốc sẽ duy trì ở mức cao cho đến đầu tuần tới và nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Nhiệt độ ở phía Nam sẽ cao hơn 1-2 độ C so với mức trung bình lịch sử. Nhiệt độ cao và độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như ảnh hưởng đến việc cung cấp điện và nước, bà Zhao cho hay. Hôm qua, bão Hagupit, cơn bão số 5 trong năm nay, đã đổ bộ vào Nhạc Thanh, tỉnh Chiết Giang. Bão Hagupit di chuyển về phía Bắc qua các tỉnh Chiết Giang và Giang Tô với tốc độ 20 km/h. Bão rời Giang Tô trong ngày hôm nay vào biển Hoàng Hải trước khi di chuyển về phía bờ biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Bão Hagupit mang theo mưa to, gió lớn đến thành phố Ôn Châu ở Chiết Giang. Chính quyền thành phố ban hành cảnh báo màu cam, mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, được mã hóa bằng màu sắc, tạm dừng hoạt động toàn bộ dịch vụ, phà và ở những khu vực nguy cơ cao. Bão Hagupit cũng gây mưa to ở Thượng Hải, làm ngập úng đô thị ở một số khu vực và làm gián đoạn giao thông. Có nơi nước ngập sâu tới 1,2 mét. Ông Jia Xiaolong, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết trong tháng 8 dự kiến có từ 4-6 cơn bão, trong đó khoảng 3 cơn có thể đổ bộ vào Trung Quốc và có khả năng rất mạnh. Bão có thể vừa mang lại thiên tai vừa mang lại lợi ích. Ví dụ, chúng có thể mang mưa tới và làm giảm các đợt nắng nóng hạn hán ở các khu vực phía Nam, ông Jia nói. Đến nay, hậu quả lũ lụt Trung Quốc ước tính lên đến hơn 20 tỷ đô la Mỹ, ít nhất 158 người chết và mất tích, ảnh hưởng đến khoảng 54,8 triệu người ở 27 khu vực cấp tỉnh, khoảng 368.000 ngôi nhà bị hư hại. Hồ thủy điện Tân An Giang ở Chiết Giang, Trung Quốc xả lũ khẩn cấp lần đầu tiên trong 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ hôm nay. Thưa quý vị, Hồ thủy điện Tân An Giang là một dự án kiểm soát lũ quan trọng ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Đây cũng là lần thứ 9 đập tràn của hồ chứa được mở để xả lũ kể từ khi nó được xây dựng vào những năm 1950. Hồ thủy điện Tân An Giang thường được gọi là Hồ Thiên Đảo. Theo Tân Hoa Xã, đây là nguồn nước uống chính của Chiết Giang và đóng vai trò là hồ chứa chiến lược cho đồng bằng sông Dương Tử. Sông Tiền Đường là con sông lớn nhất ở Chiết Giang và được biết đến là nơi có thủy triều lớn nhất thế giới. Chiết Giang đã bị tàn phá bởi những đợt mưa tập trung trong hơn một tháng, với lượng mưa tích lũy đạt tới 455,1 mm, cao hơn 51% so với trung bình trước đó trong cùng kỳ. Do mưa lớn và lũ lụt ở thượng nguồn tỉnh An Huy, mực nước hồ tăng nhanh và vượt quá mực nước hạn chế lũ lụt, ông Giang Chiao Hồng, Phó Giám đốc Văn phòng Bảo tồn nước địa phương cho biết. Dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn sẽ kéo dài ở các khu vực xung quanh hồ chứa trong 3 ngày tới và có nguy cơ lũ lụt ngay cả khi nhà máy thủy điện hoạt động hết công suất. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở các đập tràn, ông Giang nói. Hồ chứa có tổng cộng 9 đập tràn, mỗi đập có thể xả nước với tốc độ 500 mét khối mỗi giây. 5 đập tràn đã được mở vào trưa hôm nay. Thưa quý vị, tại miền Trung, mưa lũ khiến ít nhất 179 người chết, hàng chục người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Những trận mưa lớn xảy ra cuối tuần trước khiến các con sông ở miền Trung và Tây Nhật Bản tràn bờ, gây lũ lụt và lở đất ở nhiều khu vực.
Đây là thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nghiêm trọng nhất ở Nhật từ năm 1982 đến nay. Người phát ngôn chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga hôm nay cho biết 179 người thiệt mạng, 67 người mất tích và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hại. Trong ảnh, trực thăng cứu hộ đang bay qua thị trấn Mabi ở thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama. Tại Kurashiki, lũ lụt cùng lúc nhấn chìm toàn bộ các quận, buộc nhiều người phải leo lên mái nhà để chờ giải cứu. Sau khi dỡ bỏ cảnh báo mưa lớn, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đang tập trung tìm kiếm ở Hiroshima, Okayama và các tỉnh khác ở phía Tây Nhật Bản. Thời điểm 72 giờ sau khi xảy ra thảm họa được xem là giai đoạn quyết định để tìm kiếm người sống sót. Khoảng 75.000 cảnh sát, lính cứu hỏa và binh sĩ được triển khai trong chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn trên khắp các khu vực miền Trung và miền Tây Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản hôm qua cho biết gần 269.000 hộ bị mất nước, 17.000 hộ gia đình chưa có điện, trong khi đường dây điện thoại ở nhiều khu vực đã bị cắt đứt. Hôm nay, điện đã được cấp lại cho toàn bộ những khu vực bị ảnh hưởng, song hơn 200.000 người vẫn đang sống trong cảnh không có nước dưới cái nóng 33 độ C. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cho biết chính phủ đã quyết định chi 631 triệu đô la Mỹ trong các quỹ cơ sở hạ tầng để khôi phục sau thảm họa. Chúng ta sẽ đoàn kết và hành động nhanh chóng để vận chuyển nhu yếu phẩm tới các nạn nhân thiên tai bằng cách phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Họ đang mở rộng phạm vi tìm kiếm những người mất tích và bị mắc kẹt do mưa lũ. Theo thống kê, 17 cơ quan vận tải đường sắt đã phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ tại 56 tuyến đường ở miền Tây Nhật Bản. Số người chết trong mưa lũ hiện là 179, song quan chức cho biết con số này sẽ còn tăng lên do hàng chục người đang mất tích và thiệt hại tại nhiều khu vực vẫn chưa thể xác định. Cơ quan cứu hỏa và thiên tai Nhật Bản cho biết, mặc dù chính phủ chưa nắm được đầy đủ mức độ thiệt hại, nhưng tính đến sáng nay, 347 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần và 9.868 ngôi nhà bị ngập lụt. Cục khí tượng Nhật Bản cho biết nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn là luồng khí cực ẩm. Theo cơ quan này, vùng nước biển gần Nhật Bản có nhiệt độ cao, các đám mây mưa dễ hình thành trong điều kiện như vậy. Sau mưa lũ, chính phủ Nhật Bản khuyến cáo người dân cẩn thận với nắng nóng có thể lên đến 35 độ C ở nhiều khu vực và tiếp tục đề phòng lở đất. Người dân nhận nước sạch tại trường trung học Mihara Danie Mihara, tỉnh Hiroshima. Một lệnh sơ tán mới đã được ban bố tại tỉnh này sáng nay sau khi một con sông bị tràn bờ, ảnh hưởng đến 23.000 người. Ở tỉnh Ahime, chính quyền cho biết họ đang phải vật lộn để cung cấp thực phẩm khẩn cấp và nước cho một số khu vực bị cắt. Yoshinobu Kachunura, phát ngôn viên của Văn phòng Quản lý Thiên tai tỉnh cho biết sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục những khu vực bị tàn phá. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!